Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thêm 4 chữ cái mới. T Qua R Sơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những chữ cái này có điều gì thú vị nhé. Đây là chữ pờ, cùng tìm xem có con vật và vật gì có chứa chữ pờ nhé. Cõi, phao. Căn, phòng. Phong, bì. Táo, hoa. Chữ cùa trông giống như một chiếc bánh donut phải không nào? Cùng xem con vật và vật thể nào bắt đầu bằng chữ cùa nhé. Con, quà. Quả, quýt. Cái, quạt. Quần, áo. Quả, bóng. Quyển, sách. Chữ R thật đặc biệt, nó giống như một chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Cùng khám phá con vật và đồ vật nào bắt đầu bằng chữ R nhé. Con, rắn. Cái, rổ. Con, rùa. Cái, rừ. Con, rái, cá. Hàm, răng. Cuối cùng là chữ sờ, giống như một con rắn đang uốn lượn. Hãy cùng khám phá nhé. Con, sói. Con, sứa. Cây, táo. Chữ, số. Con, sư, tử. Tờ. Của. Đờ. Sờ. Bây giờ, chúng mình cùng ôn lại nhé. Hãy thử chỉ vào màn hình và nói to tên con vật hoặc vật thể bắt đầu bằng chữ cái mà các bạn nhìn thấy nhé. Cảm ơn các bạn đã học cùng mình hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.